Xin thân mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình lại tiếp tục sang thăm con máy xúc Dosa DX55 của mình đang làm việc ở một cái công trường này. Thì đây là một công trường, tiếp tục là cái công trường sân bóng đá hôm bữa nọ đang trong những cái giai đoạn hoàn thiện. Đấy. Thì hôm nay kỹ thuật lại tiếp tục yêu cầu máy của mình. Đây là đào một cái đường rãnh, hay mình còn gọi là một cái đường mương nhỏ, để họ làm một cái đường cống để sau này họ đậy một cái nắp tấm đan. Thì đây, trước màn ảnh nhỏ các bạn đây thì họ đã, cái đường ngang kia họ đã đào rồi. Thì hiện tại đây kỹ thuật đang yêu cầu là đào nốt một cái đường thẳng này nữa, song song với một cái bờ tường. Thì ngoài này là một cái bờ tường chắn để sau này người ngoài không có đi vào được. Còn ở đây là đang để đào một cái đường mương, hay gọi là một cái đường rãnh thoát nước đấy. Đây kỹ thuật họ đã răng dây và đã giải vôi cho bạn này. Đấy, răng dây và giải vôi từ đây đâm xuống tận dưới cái đống đá đằng kia, tức là đào từ một cái điểm ở đằng sau máy và đến tận điểm cuối là một cái đống đá kia. Đấy, thì đây họ đã giải vôi cho mình, giúp mình có thể là đào thẳng và không lệch được. Tại vì cái khung đường và cái khoảng cách ở đây nó quá là xa nên bắt buộc là phải giải cái vôi để cho nó giúp nó thẳng. Đấy, giúp giải vôi cho nó thẳng hơn để đào cho nó chuẩn đấy, giúp công nhân không phải sửa sang nhiều. Đây là một cái đường ngang đã được đào. Đây là một cái đường ngang đã được đào và đang được các bác công nhân đổ bê tông lót. Thì sau này sau khi đổ bê tông lót xong thì sẽ phải các công nhân họ sẽ xây cái mương, một cái mương nhỏ để đậy nắp tấm đan lên, gọi là mương thoát nước ở trong cái sân bóng. Đấy, thì công trình đang ở đây thì đang đi vào trong những cái giai đoạn gấp rút để hoàn thiện, nên là cần phải đào những cái đường mương thoát nước trước. Mùa mưa vào tới rồi các bạn ạ, nên là tất cả ở đâu họ cũng đã ưu tiên làm về cái phần cống rãnh thoát nước trước. Đấy, đây máy của mình hiện tại đang làm ở cái khu vực này. Kỹ thuật họ giao nhiệm vụ cho là đào đường mương thoát nước rồi, thì bây giờ thì cứ thế đào thôi, đào theo chiều của cái mương này. Ở đây thì họ đã răng dây và kèm giải vôi, nên là lái máy xúc cũng đào cũng rất là dễ căn, không có khó như là cắm cọc. Thông thường cắm cọc thì mình phải căn theo đường cọc, nhưng ở đây thì họ đã giải dây và giải vôi rồi thì rất là dễ đào. Phần bên này thì máy của mình đang làm, còn phần bên kia thì các bác công nhân đang trộn hồ, trộn bê tông để hoàn thiện cái đường mương ở vòng xung quanh. Đấy, cái cốt này thì cái cao độ này thì mình phải tự căn, hoặc nếu không căn được thì phải gọi kỹ thuật ra đo. Thì đây, cái nền bê tông này thì từ cái nền bê tông này xuống khoảng 10 phân các bạn ạ. Tức là bê tông này dày khoảng 10 phân thì máy sẽ phải đào từ cái mặt đấy xuống 10 phân. Một là lái máy xúc tự căn theo chiều của cái bê tông sàn này. Hai là phải chờ kỹ thuật đo đạc. Đấy, lại đào nhầm rồi. Rồi, lái máy xúc đào nhầm. Sáng giờ kỹ thuật chưa chỉ cho đào nhầm. Lại đào từ mép vôi vào trong rồi. Đào bên trong rồi Huy ơi, đào đi, đào từ bên trong ấy. Quên. Đây các bạn ạ, thì do là hồi nãy kỹ thuật có dặn mình mà mình lại quên. Họ yêu cầu là đào từ cái mép vôi đổ vào trong, mình lại không dặn lái máy, đâm ra lái máy lại đào từ cái mép vôi đào vào bên trong này. Đáng nhẽ phải đào từ cái mép vôi đổ ra ngoài nên mình nhầm lại đào vào trong. Nên bây giờ là phải đào lại. Cũng may là mới đào một chút xíu thôi, chứ mà đào dài thì rồi thì khó, rất là khó xử lý. Đào dài rồi thì xử lý rất là khó hơn. Đấy, ở đây thì máy xúc của mình đang làm việc trong công trường. Đấy, kỹ như mình cũng có nói ở các video trước rồi, thì kỹ thuật ở đây họ chỉ là
chỉ mình làm, còn bao nhiêu là mình phải tự động xử lý các vấn đề về đường thẳng. Còn nếu mà về cao độ thì kỹ thuật họ có thể hỗ trợ mình đo đây. Đây. Còn cái mặt phẳng thẳng, đào chéo thì do mình tự đào tự xử lý này. Đây. Con này hiện tại thì hôm trước lái máy đã bẻ đào gãy mất một cái răng gầu rồi. Mà máy đang làm nhiều việc nên chưa có thời gian để thay. Đây, thằng em vẫn là thằng em mình lái máy đây, đang đào này. Thì công việc ở đây thì mình cũng đã giao như lần trước rồi. Thì cứ làm thôi, kỹ thuật thì ở đây họ chỉ đâu làm đấy. Ví dụ như sai đào đường nước thì đào đường mương thì đào cột điện thì đào. Phá gì phá đấy, vận chuyển đất cát hay tất cả cái gì đấy đều phải làm theo sự chỉ đạo của kỹ thuật trong công trường. Máy của mình vẫn còn điều hòa đầy đủ nhé. Nhưng mà do mình không... do trời nắng chưa nắng thì lái máy không ngồi, lái máy xúc này hầu như cũng không thích ngồi, là ngồi vì đang bị viêm mũi nên họ không thích ngồi. Thì công trường này sau khi đào các đường móng ở phần ngoài đã xây lên thành đường rồi, thì bây giờ sẽ đào toàn bộ những cái đường thoát nước xung quanh của cái sân bóng này. Đây một đường ngang, đây một đường dọc xuống kia, một đường ngang sau và một đường này đâm thẳng xuống. Thì máy ở đây cũng còn làm rất là nhiều việc, bảo là đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng mà máy xúc ở đây còn rất là nhiều. Cụ thể hơn là sau khi đào đường mương này thì máy cần phải vận chuyển gạch xây cho thợ này, gạch xây tại vì ở đây toàn bộ vì trời mưa nên ô tô nó không lùi vào được, nên là cần phải lùi, cần phải vận chuyển bằng máy xúc, là vận chuyển gạch này rồi vận chuyển đá cát, rồi sau này đậy nắp tấm đan lên thì máy của mình cũng phải đậy nắp tấm đan, tức là máy làm ở đây cũng có rất là nhiều. Máy phải đắp thì đất ở đây thì xúc sẽ phải đắp vào cái lề bên kia, tạo thành một cái mặt phẳng nhỏ để sau này công nhân họ bỏ gạch, còn bao nhiêu đất thì sẽ quăng ra cái bên hông này để san thành một cái mặt phẳng luôn, để là sau này họ làm sân. Đây, có thể đất là đều đổ sang bên hông này để san cho nó phẳng ra cũng được. Dọc ngoài thì các bác thợ vẫn đang tiếp tục xê để đổ bê tông những cái nền đáy móng bên dưới. Ôi, thanh niên này làm lắc gầu ít thôi. Đất ở đây thì dính nhiều quá nên là toàn lắc máy như vậy mà mạnh gầu nhiều. Sâu rồi đấy. Đấy, bây giờ là lái máy mới bắt đầu đóng cửa lại để cho nó mát rồi bạn ơi. Làm được một lúc thì nóng quá không chịu nổi rồi, nên bây giờ mới bắt đầu bật điều hòa lên. Đây, tầm thời điểm này bắt đầu nắng đang lên dần, máy nhỏ nên là bắt đầu nó sẽ nóng rồi. Đây, kỹ thuật đang ra. Đo cao độ cho nó. Đây, mình đã vào kỹ thuật đo cao độ để giúp nó có thể đào chuẩn hơn, để tránh trường hợp là sai lệch, quay đi quay lại sửa nó lâu. Đây, bây giờ kỹ thuật sẽ ra đo đạc xem là bề rộng của mương được chưa này, rồi chiều sâu, rồi chiều ngang, chiều dọc các kiểu chiều.
Được chưa? Sâu bao nhiêu? À, không đo được sâu à? À, lên máy bắn à? À. Không, vì cứ căn theo chiều bê tông này sâu xuống hơn 15 phân, 10 phân là được chứ còn gì. À, dốc hai bên. Đấy, đấy, như vậy chỉ đo được bề ngang thôi. Chiều sâu thì phải đợi lên máy thủy bình ra bắn mà. Tại vì ở đây sân nó đang dốc. Chuyển này. Tất cả ở đây đều là theo kỹ thuật chỉ đạo hết ạ. Đất này thì một là đổ đống, hai là san ra, đều được hết. Nếu không san thì máy ủi sẽ san, còn nếu tiện thì máy mình cũng có thể san luôn được ạ. Như vậy là đây là một cái mưa thì mình cứ đào làm sao cho nó thẳng theo chiều của cái phần vạch vôi là được. Máy của mình cứ làm sao bò thẳng theo cái rãnh là sẽ đào được một cái đường mương thẳng. Sau khi kỹ thuật đã đo đủ chiều ngang và độ sâu của con mương này thì mình chỉ cần đào làm sao mà cứ theo cái vạch vôi đào thẳng từ đây xuống tận cái con xe phò, qua cái xe phò đằng sau, đằng đống đá đấy là xong. Đấy. Ở đây thì không cần làm nhanh, mình cứ làm theo bình tĩnh mình làm thôi các bạn ạ. Đấy, một con mương đào như thế này, cao độ thì có sẵn rồi. Chiều dài, chiều dọc đã được kẻ vôi và sơn vôi ở đây. Vậy thì video của mình xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy chia sẻ video và đừng nhấn nút quên hãy chia sẻ video và đừng quên nhấn nút subscribe kênh YouTube để nhận được nhiều video mới. Xin thân mến chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần tiếp theo.